Xin chào tất cả mọi người, Trần Liêm đừng tầm bậy cho mọi người nghe một bài hát để mọi người thấy âm thanh của cây đàn này nó cũng rất là ok á mọi người. Cây đàn này là cây đàn Yamaha PSR 1500, giá của nó là 6.200.000 đồng. Mọi người sở hữu được cây đàn này nó không có bị quầng thâm, không có bị sọc gì hết. Màn hình zin đẹp sáng rõ luôn. Thì cây này ngoại hình nó có bị tàn phai theo năm tháng một xíu. Dòng PSR 1500 là dòng đàn cũng là thuộc gọi là nồi đồng cối đá, âm thanh hay, điều đặc biệt là nó sử dụng USB trực tiếp luôn nha mọi người. Đây, USB của nó đây. Nó đọc được những style của cây S700, cây S900 luôn. Nói chung điệu phong phú. Ít nhưng mà nó đầy đủ nha. Nó không thiếu điệu nào cả. 4 men ABCD, Synta, Syntop đầy đủ cái hệ thống band. Nói chung cây này thì hoạt động hoàn hảo hết, nó không lỗi nhỏ. Nhưng mà nó đời cũ rồi nên nó sẽ có trầy xước phai phai trong này một xíu thì không thể tránh khỏi. Giá 6.200.000 đồng bao gồm tặng kèm chuyên đàn, bao da USB và bảo hành cho mọi người 2 tháng, bao đổi trả trong vòng 10 ngày đầu tiên nếu nó có lỗi xảy ra luôn. Chỉ có một cây duy nhất này đọc được USB mà giá trong tầm giá là hiện tại là còn sót lại được một em này á mọi người. Nói chung thì bây giờ đàn mọi nơi nó đều đang rất là cạn nguồn đàn. Những dòng đàn S700, S900 rất là nó cũng hết rồi. Hiện tại còn cái này là cái cây mà trước cây S700 xíu thì giá nó cũng rất là mềm. Chỉ có 6.200.000 thôi mọi người sở hữu được cây đàn cứng cáp này nha. Rồi mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với Trần Liêm qua số điện thoại mình ghi sẵn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.